Đề thi số 18 và giám khảo là thạc sĩ Trương Hoàng Phương. Sau đây xin mời bạn đến với phần thuyết minh băng hình và thời gian dành cho bạn là 3 phút. Good morning, ladies and gentlemen. And today, I'm very happy to be with you to the one of the most awesome place in the world. That's the Halong Bay. Ladies and gentlemen, Halong Bay was recognized by the UNESCO as the heritage for two times in the 1994 for aesthetic, and the second time in the 2000 for geological and geopolitical. Ladies and gentlemen, and Halong Bay also boasted by many people in the world, and especially the readers of the Travel Leisure magazine in the United States as one of the 10 places for the honeymoon couple, and also the one of the wondrous destination. You should be there one time in your life. Ladies and gentlemen, when you arrive to the Halong Bay, Halong Bay is like a floating flower basket. We also take the time sailing to the boat to visit the sun cap. For example, we will visit the heaven cap. You will feel like this place like the refined modern, or you will really amazed at the amazing cap. And everything is like a secret tooth, ladies and gentlemen. And Halong Bay is also a very beautiful with the fishes. And when you arrive there, and you can enjoy and the fish, and take the fresh air. And suddenly I remember the very famous saying of the famous painter in the world, the ocean stir your heart and inspire imagination and stir internal choice to yourself. This is by the white man who lived in the United States. And right here, the vision, the article vision, ladies and gentlemen. And it's so amazing if you visit the fishing village in the Halong Bay. And from the early morning, the rolling mist make you feel like you lost in the heaven. And especially the national flag of the Vietnamese, the red flag with the golden star, make you the special attraction whenever you visit here. Ladies and gentlemen, Halong Bay is a very beautiful place, and you should be there at this point in time in your life. And Halong Bay also is the place. If you come here, you should try some seafood as well. Let's come to the Halong Bay. Thank you for your listening. Tôi bảo vệ thì biết đưa tay cổng rồi, không biết đưa đi đâu hết trơn. Anh đưa vô nhà hàng nói là
để ăn cơm nè. Cô bình tĩnh, cô cứ vô đi bây giờ. Mạng người là quan trọng nhất đó cô. Rồi giờ tôi biết là cô đi vô nhà mà. Anh vô lễ cho mấy nhỏ. Cái này là sự cố bất khả kháng á. Được chưa chị Hai, bây giờ mình có thể vô nhà hàng và mình ăn trưa. Cô đó, cái cô mà với sự giúp đỡ mình á cũng bắt đầu hơi khỏe khỏe là đã trong trạng y tế á. Mọi người đừng lo lắng. Cảm ơn, cảm ơn. Cho đừng chết ra anh ơi. Chúc mừng anh Mỹ đã hoàn thành xong phần xử lý tình huống, một phần xử lý tình huống nào như một cái rối. Thưa và các bạn cũng rất là bình tĩnh và xử lý từng tình huống một. Xin mời ban giám khảo, ca sĩ Trương Hoàng Phương sẽ đưa ra câu hỏi ạ. Xin chào bạn Hương Mỹ. Thì tôi có câu hỏi dành cho bạn. Vịnh Hạ Long thì được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới ở hai tiêu chí, đó là về cảnh quan và về địa chất, địa mạo. Vì vậy thì em có thể cung cấp thêm những thông tin về hai tiêu chí này. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo ạ. Thì như chúng ta được biết là Việt Nam chúng ta có rất là nhiều di sản, và đặc biệt là hai di sản thiên nhiên. Thứ nhất, có ba di sản thiên nhiên. Thứ nhất là di sản về Vịnh Hạ Long và di sản về Phong Nha Kẻ Bàng, cũng như là khu quần thể phức hợp của hai di sản đó là vùng Tràng An. Thì về di sản Hạ Long đó, thì rất là đặc biệt là được công nhận hai lần vào năm 1994 là cho cái giá trị về thẩm mỹ của nó, và cái và lần thứ hai là năm 2000 thì được công nhận là di sản cho cái địa màu địa chất. Thì em xin phép được nói thêm, thì ở Vịnh Hạ Long này thì cái cảnh quan rất là ngoạn mục, và với rất là nhiều cái hang động cũng như là cái hình ảnh chuyển biến theo cái từng góc độ, và đặc biệt là tạo hóa đã tạo ra cái khung cảnh ở đây với nhiều cái hình ảnh về ví dụ như là tạo ra những con thú hay là hình một ông sư vân vân. Thì nhưng mà được biết thì gần đây có một số nghiên cứu được cho rằng là Vịnh Hạ Long đang dần dần bị lún xuống. Đây là một số thông tin em được biết, là xin cảm ơn ban giám khảo. Tiếp theo xin được mời câu hỏi của giám khảo Tiến An dành cho thí sinh Lâm Hương Mỹ, xin kính mời ạ. Good morning. Yeah, good morning, sir. What do you suggest if the tourists have just a very short time in Hạ Long? What can be the highlights of Hạ Long you will emphasize and recommend to those tourists? Yeah, thank you for your question, Church. Actually, every time we visit the Hạ Long Bay, the many people say you should stay on the boat for one night or two nights. In some special occasions, you just got one day to visit the Hạ Long Bay. And when you arrive to the Hạ Long Bay, I suggest you visit some races. For example, we sailing in the seas and take the staten colors view, and we take the time to see the amazing cave, like my presentation, or the heaven cave. That's enough for us, and we hope that we are the tour guides and introduce you more detail and greeting information of during the one day tour in the Hạ Long Bay. Thank you for your question. Thank you. As you know that Anh Em Province is one of the provinces belong to Mekong Delta. And this was also one of the provinces was established during the French colonial time.
Especially when talking in 1932 under the reign of Minh Mạng. And she wrote that in 1956, and then Robbins also was published again and until now. And ladies and gentlemen, Ian Robbins is on the areas of about more than 3,000 square kilometers and more than 2 million people living there. And we have for many peoples like the King people, Cham people, and something like that. And coming to Ian Robbins, as you know that there are so many beautiful places in here. If those who want to enjoy religious life, please come to the Miếu Bà Chúa Xứ, precious just like the Lightning Country's temple. Because this is the place not also famous for Vietnamese, but also famous for the foreigners also. If you come to the Country Lightning's temple around in from 23 to 27 in April, I will give you the Chinese calendar, right? And you will have a lot of, you know, wonderful special occasions for festival here. Or you also have chance to go to Toi Ngọc Hầu Temple. He is, I think, for the people living here, and he is one of the teachers of the areas. Because he's the one who came here before and had a lot of people to build the like the dike or the canals. So that's very good for the people who do agriculture. Or coming to Angam province, you also have chance, if those you like the nature, please come to Trà Sư Park here, and you will have a wonderful boat trip to go to see a lot of main roads to along the place. Eventually, you can see the spot on above your head, but be careful, because sometimes you are here, but the spot drops something down, right? It's very important. And you also have chance to go to the very also important place, that's the Cam Mountain, to see the very big statue of Happy Buddha. Yeah, so now it's not very easy to go to the mountain at all because now we have the cable car. So you just pay a lot of money and you go to a cable car easily to go there. So I'm sure that when you go to these areas, I'm sure that from this week, you will have a wonderful trip, not only for the religious life, but also for a lot of, you know, specialty like, you know, mắm cá lóc, right? This is the style of the snack fish and we try it, or hot pot, something you look like for you. Dành cho bạn. Trời ơi, mẹ đâu vậy? Con tìm gì con, có tìm gì vậy? Có thấy chồng tôi đâu không? Không. Có thấy chồng tôi đâu không? Không. Đừng hỏi con. Có thấy chồng tôi đâu không? Sensitive. Chồng tôi đó, chồng tôi là cái cậu mà lùn lùn mà xấu xấu đó, cái chồng tôi đó. À, biết rồi, hãy mới mua tôi nãy á. Gì? Mới mua tôi nãy. Cô bà hả? Ừ. Mà vô ghi quá. Có hỏi chồng tôi đâu, tội chồng tôi đi con gái. Cô bà chú bà. Sao cả đi với cô Bi là một thứ sự ok, bởi vì sao? Khi mà dẫn cô nhớ lắm, con dẫn người vào thân quen đó, con đã thuyết minh rồi và con cho người thời gian và con đã hẹn mọi người, ngay cả chồng của con nữa, là chỉ điểm tập trung vào chỗ này nè. Vào sau khi thân quen xong 40 phút thì anh ta sẽ đây, mình còn có 5 phút nữa là con đừng có lo, cô thương chồng quá đúng không? Cô lo đúng không? Không sao cả, trời ơi. Tại vì cái này xin lỗi, tại vì em là hướng dẫn viên của cả đoàn của mình. Ví dụ trường hợp của anh chị giống như người này thì anh chị mình cũng tham khảo cho sự của em và biết của em. Anh chị mình cho em một vài phút nha. Bây giờ cô bình tĩnh. Bây giờ tôi nói chú nghe nè, chú nói là sai rồi. Bây giờ cái chỗ này là cặp bờ cặp bến rồi mà bây giờ điểm danh tại sao dám chằn tôi mà chú nói 5 phút cái gì nữa? Rồi, có lẽ chồng của cô, tại vì trong những thông quan này có cái tháp á. Tay bồng cái thái cái tháp leo lên đó, nhiều khi chồng cô, nhiều khi yêu thiên nhiên quá sẽ có nhiều thời gian ở đó. Không sao, ở đây cháu xin được bảo vệ đi chăn nuôi vào trong đó, xin kiểm tra lại. Ôi bây giờ đây là cái loại con, cái loại con. Anh chị bạch, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Tại vì bây giờ mình đang chắc chưa hết đi. Alo. Em chạy vào một cái tháp á để kiếm một cái người bà đàn ông rất là đặc biệt. Nói nhỏ thôi nha, lùn lùn mà có được ca. Cái gì vậy? Rồi thằng đấy là chắc là dùm anh nha, tại vì trò đang đợi quá nha. Ok. Hả, có gì? Đang ngồi với em á? Cái gì? Ở đây, đổ cái bên đâu rồi. Chồng cái ngáp rồi. Thời gian chúng ta bây giờ đã hết rồi, đã thành đạt. Còn ăn có cái gì hả? Cô yên tâm chưa?
ba bốn đi có gì đâu, tại vì chương trình mình tăng lên tới đây hết, bây giờ xin mời cả đoàn ra xe chúng ta tiếp tục hành trình. Gia đình mình đang không có trẻ giờ đâu, mình đang có trẻ giờ, không có trẻ giờ. Bạn đã có sự chủ động, nhưng xin bạn hãy nói sâu hơn và rõ hơn. Lễ hội Bạch Tư Sứ núi Sam Châu Đốc có vị trí ý nghĩa như thế nào đối với du lịch của An Giang nói riêng và của đồng bằng sông Cửu Long nói chung? Xin mời bạn. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Thì thưa quý vị, thì ở An Giang thì người ta nói đến là nhắc An Giang thì nhắc tới Bí Hòa Công Sứ, bởi vì đây không là một biển về du lịch mà nó còn mang ý nghĩa về tâm linh. Và ở đây mọi người biết rằng Bí Hòa Công Sứ này nó còn thể hiện cái sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc với nhau, bởi vì ở đây có dân tộc Hoa, ở đây có dân tộc Khơm, người Chăm và có người Việt của mình. Chính vì vậy mà Bí Hòa Công Sứ, cái lễ hội của nó là diễn ra từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Và lễ hội này là thu hút rất là nhiều đông đảo, không những là khách du lịch ở tại địa phương hoặc ở tại Sài Gòn và những vùng khác của đất nước mình, mà còn khắp mọi nơi trên thế giới về đây, và nó tạo cho cái này có thể nói là một lễ hội mang đậm truyền thống của Việt Nam của mình. Còn tại sao là rất là đặc biệt nổi tiếng ở khu vực An Giang này? Bởi vì đến đây rồi là chúng ta cái phòng, chỉ cần chúng ta nhìn thấy cái bề thế của một cái Bí Hòa Công Sứ từ cái lúc mà khoảng từ năm 1870 đến trở thành đi có một cái khu vực là bằng lá tre thôi, bây giờ thành một bề thế rất là nhiều. Và ngày hôm nay Bí Hòa Công Sứ đang ngày càng là phát triển hơn nữa, mở rộng hơn nữa, để vì sao là để đón tiếp những khách khắp nơi xa gần để vào đó, thì đó là một cái ý nghĩa rất là lớn của Bí Hòa Công Sứ. Yes, I'm over here. Where are you? I'm over here. Oh, yeah, thank you, sir. I hope that I get those very easy questions from you. No. You are very talented. I'm very impressed with your presentation. You are very high hook. And as you know, talented people deserve difficult questions. Yeah, question for you now. We have a group of tourists. You're going to An Giang. You're going to Phung Xoài. And there's a mosque there. And one of the tourists in your group, he's wearing a tank top. He's drinking a long ba 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 suốt ngày. And then he comes to the mosque. He does not take off his shoes. He does not respect the local customs. How do you deal with tourists like that? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. As you know that, I am the guy. So if my guest is something like that, before coming to that area in the bus or one day before, I already reconfirmed with them and my reminder also, what kind of clothes you have to wear before going to the mosque or going to the temple, or what kind of thing they ask you cannot do it there also. But my guest, because he loves me ba 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 very much, he been all the time. I cannot control him because he never did not buy, right? Look, I cannot buy. That's why I come to him, I whisper, please, this is a very special place. Please, you don't treat must be, because when you treat must be, when you cry, God never listen to you. Right? And something like that. But I think that when I say something like that, because I cannot tell, you not allowed to go there to treat like that, and they very angry with me. So I just said in a very friendly way, please don't do that here. Maybe later, when we finish this fight, I bring you to the bar. We drink as fast as possible. 1, 2, 3, yo! Thank you very much. Ninh Bình province. So as you see in the picture, you can see the temple of Ding and Lê dynasty. This dynasty appear in the 9th century and ending in the 10th century. You can see you can go to the Cúc Phương National Park. And after that, you can visit the Bái Đính Pagoda. It's one of the biggest pagoda in northern of Vietnam. Besides
You can visit the Ngo Dong River straight to the Tam Cốc Bến Động Bà Câu Đà. Và Tam Cốc is mean three caves. The big cave, the middle cave and the third cave. Giờ ý anh là cần người hỗ trợ. So in the pagoda, you can go inside and walk in throughout the 500 statue of Buddha. And when you come up, you can see everywhere in Ninh Bình province, and you can see the downtown below the mountain. Beside the Ding Dynasty, we can follow the Lên Dynasty. The earlier Lên Dynasty. It began to the King Lên Hoàng and ending with the King Lê Long Đỉnh, just very famous king in Vietnam history. So how to get there? Yeah, it's just about 100 kilometers from Hanoi to Ninh Bình. We can go this by road, by motorbike, and. Anh Tuấn ơi. Yeah, something like that. Sorry, brother. I try my best. Yeah, because I have no time to prepare my topic better. Thank you for listening to me. Và sau đây xin mời kỹ sư Hồ Đăng Hoa đến với phần xử lý tình huống. Trời đất ơi, máy lạnh nó không hoạt động. Dạ. Nói gì tắm muốn chết rồi, tôi tắm quá rồi, cái tôi đi vô tôi tắm. Đợi dạ. Nghĩ sao tắm thành có nước nóng mà nước lạnh không là sao? Dạ rồi, bây giờ cô cho con hỏi là cô ở phòng bao nhiêu? Phòng 303. Phòng 303. Dạ, bây giờ như vậy ha. À, con sẽ vào phòng cô để con xem là có thật á, là nó hư cái máy nóng không, hay là nhiều khi á, là mình đi nhiều khách sạn quá và chúng ta sẽ không quen sử dụng những cái trang thiết bị trong khách sạn. Không. Con sẽ giúp cô trước. Còn nếu như nước nóng không có thì con sẽ gọi để tên để mà giúp cô sau. Con cô đã biết mà. Dạ. Nha. Cô là nhà, cô là biệt thự mà con. Nha. Dạ. Cô là đại gia mà. Trời ơi, nghĩ sao cô biết máy lạnh hơn máy nước nóng hơn? Máy nước nóng nó không hoạt động nha. Bật lên nó không nước màu đỏ. Là tất cả nó hư rồi, đúng không? Rồi. Rồi đi, cô chờ con, cô cho con một phút để con điện xuống lễ tân nha. Rồi, con. Trời nóng quá con ơi, trời ơi. Tôi biết vậy là tôi không biết. Dạ, alo. Dạ, lễ tân của khách sạn Ngàn Sao đúng không ạ? Dạ, rồi. À, phòng 303, bây giờ chị giúp dùm Khoa, chị lên chị kiểm tra nha. Dạ, kiểm tra xem là máy lạnh với lại máy nước nóng nó đang không có hoạt động, nó đang bị trục trặc. Rồi báo qua liền, ok, cảm ơn chị. Dạ, chào anh. À, anh quản lý, dạ. Dạ, chào anh. Dạ, rất vui chào anh. Dạ. Dạ, anh rất là cao. Dạ. Can you speak English? Yes. Yeah. Of course. Please speak English. Yeah. Mà nhỏ lắm. Dạ, anh này nói tiếng Anh như gió. Tiếng có tiếng đâu mà. Dạ. Có nghe nè, tôi nói rồi, nói kỹ rồi. Rồi. 8 giờ 1, 2 giờ sáng kiếm đâu ra mới lạnh khác đủ. Rồi, bây giờ như vậy là anh giúp giùm em, tại vì bây giờ đang đêm đó, mà sáng mai á là khách phải di chuyển một cái quãng đường rất là dài đó, từ đây mà về tới Hà Nội là hơn 2 tiếng. Nếu như mà trong cái tình trạng mà không có lạnh thì có thể anh giúp được Khoa là mang một cái quạt lên để mà mình chữa cháy tạm thời. Dạ, sau đó thì sáng mai là chúng ta có đi. Dạ, rồi kèm theo một cái hút bụi cho cô nữa. Dạ. Để hút bụi không có gì sổ mũi. Cô không xài quạt được, nó nói chung quạt không được, bây giờ giải quyết giùm tôi cái thổi là cái thổi. Anh ơi, tôi nói với chị đầu làm rồi. Cái lạnh, em hiểu, em hiểu. Cái vấn đề ở đây á, là sức khỏe của khách hàng á, là nó rất là quan trọng. Tại vì đi miền Bắc thì anh cũng biết á, là di chuyển rất là nhiều điểm. Nếu như bây giờ á, anh kiểm tra lại dần trong hệ thống phòng xem là bây giờ còn cái phòng nào trống không. Dạ, hoặc là chúng ta phải có cái biện pháp nào mà chúng ta xử lý cho khách hàng có được cái nơi ăn nghỉ tốt nhất. Anh giúp mình qua nha. Tôi cũng sợ mất khách ở cái khách sạn tôi lắm. Nhưng mà giờ hết phòng tôi không có đổ được. Hết phòng luôn rồi hả? Dạ, rồi bây giờ là nãy giờ em điện thoại cho Lễ Tân kiểm tra đó. Thì nãy giờ kiểm tra xong chưa? Rồi, nhưng mà nãy giờ là không biết là kiểm tra hệ thống lạnh của phòng 303 như thế nào rồi. Tôi lên tôi chứng mắt tôi chứng kiến luôn này. Cô không chịu gì hết trơn. Rồi giờ cô đòi đi chỗ khác tôi cũng không. Dạ rồi cô ơi, bây giờ như vậy. Thật sự ra là cái tình huống mà
Dạ, cho nên đó là thôi bây giờ cô giúp giùm con là khách sạn người ta sẽ tìm mọi cách để có thể là sửa chữa trong thời gian sớm nhất, còn nếu như không được á thì người ta sẽ mang một cái quạt lên để cho cô đỡ, cô khoáng, cô mở máy lạnh ra để sau á, dạ sáng nay khi mà sáng ngày hôm sau cô mà đi với tham quan á thì con sẽ đền bù lại cho cô dạ bằng một cái chậu kem, được không quý vị? Excuse me. Dạ. Can we speak English? Dạ nói tiếng Việt dạ. À dạ 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 chứ cực lắm. Tôi thấy được đó giờ là cảm ơn anh. Dạ dạ dạ. Du lịch Ninh Bình thì có một số nhà chuyên môn thì cho rằng đó là du lịch sinh thái, nhưng cũng có người đã cho rằng đó là du lịch tâm linh. Thế thì ý kiến riêng của bạn như thế nào? Xin mời bạn. Dạ, con xin phép trả lời câu hỏi của thầy. Như tất cả quý vị cũng đã biết là Ninh Bình là có hai cái thế mạnh. Thứ nhất là về cái điều kiện tự nhiên. Tại vì điều kiện tự nhiên thì ở đây là rất nhiều những cái dãy núi đá vôi. Thành thử ra là nó sẽ được kiến tạo những cái gọi là khung cảnh rất là nên thơ, rất là hữu tình. Và thành thử ra đó là những cái động thiên nhiên đó, khi mà thiên nhiên người ta kiến tạo thì chúng ta có thể dùng những cái hang động đó để mà khai thác du lịch sinh thái. Chẳng hạn như là chúng ta đi tham quan Tràng An, chúng ta đi tham quan Tam Cốc, đó là những cái mặt mạnh về du lịch sinh thái. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó là một cái mảng về du lịch tâm linh nữa. Tại vì sao? Tại vì như quý vị mình cũng biết á, là ở Ninh Bình á, là có một cái hệ thống chùa rất là hoành tráng. Nó bao gồm là hai hệ thống. Thứ nhất là chùa Bái Đính cũ và thứ hai là chùa Bái Đính mới. Chùa Bái Đính mới thì chỉ mới được xây dựng cái tay khoảng tầm hơn 10 năm thôi. Còn chùa Bái Đính cũ á, thì đã có từ thời thiền sư Nguyễn Minh Không, hay chúng ta còn gọi là Lý Quốc Sư, vào thế kỷ thứ 11. Thành thử ra nếu như mà nói về cái mặt mà phát triển mạnh về du lịch tâm linh tín ngưỡng, đó cũng là một cái thế mạnh. Tại vì nó có một cái ngôi chùa rất cổ xưa, và hiện tại thì chùa Bái Đính mới đã được xây dựng và gần như là hoàn thành trên một cái diện tích, đó là khoảng tầm hơn 80 hectare. Đó là chùa Bái Đính mới. Cho nên là có người nói du lịch tâm linh cũng là kết hợp du lịch sinh thái ở Ninh Bình, nó có hai cái thế mạnh đó là như vậy. Thì xin phép trả lời. I have a question about Vietnamese food. Vietnamese food is very well known all over the world. How do you incorporate Vietnamese food in your tours? Many people come to Vietnam to try and taste and enjoy the beautiful food and dishes of Vietnam. Please explain. Thank you for your question. Yeah. Everybody knows that in Vietnam we have a lot of food in Vietnam. They're very famous, like noodle, like spring roll, or something like that. Yeah, but in my opinion, I would like to recommend the noodle. Yeah, in Vietnamese pho. Yeah, pho is nowadays the very famous. Yeah, not only in Vietnam but also around the world. And I think this food. It's a remarkable food in Vietnam, and if I need to go to the In Bao Toro somewhere in Vietnam, I will recommend for the customer the food like pho, noodle. Yeah, thank you. Xin chúc mừng một lần nữa đã hoàn thành xong phần thi của mình. Chúc mừng bạn. Ladies and gentlemen, hello and welcome to the last land of Vietnam, the Cao Mau province. This is considered as the southeast point of Vietnam that has the GPS 001. This is also in the Cao Mau province, which have the Cao Mau city. And this is a very wild land. This is surrounded by the southern Vietnam beach and the Pacific Ocean, and also this is next to the Thailand Gulf. In these regions, we are very pleased to enjoy the very delicious food, and these are from the natural forest, which is named as the U Minh Thượng and U Minh Hạ. This is one of the biggest national reserve biosphere, and also with many diversity of the plants and the seafoods, and also the products from the Mekong Delta of Vietnam.
So in the this city, it is very far to get to the farthest point of Vietnam. The last point, as you see, have the shape of a ship, which have the national flag. This is a very famous landmark that every Vietnamese people want to reach, and would like to take photos here to show that they have been to the last point of Vietnam. And Cam Mau is also famous for the very big natural forest. Then you will enjoy the sightseeing here. You will go by the small boat, which is a very traditional transportation of the local peoples. And in Cam Mau, we also go to can travel to the offshore. I mean to the Dabak. That is the Silver Iceland, and also to the White Iceland, which are also the different destination for the tourists. In Cà Mau, we also mentioned the local food. This is a type of a grass from the mud, and this is also many in this biosphere in this jungle. So Cà Mau is a very new land for tourists to discover. Thank you for listening. Sau đây sẽ là phần xử lý tình huống dành cho bạn. Hiểu thôi. Bà con cô bác đi nó đói muốn xỉu rồi, con nghĩ sao mà sáng giờ ngồi đợi ăn sáng mà sáng giờ tôi nè, đó giờ các người ăn khí thế không người tôi rất bỏ hồi nói là sao vậy? Dạ trước tiên thì bạn mình thông cảm, bởi vì mình đang đi trong cái mùa cao điểm du lịch và chắc chắn là nhà hàng nào cũng đang rất là đông khách.